Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay Zika Audio có một góc Thanh Lý để chia sẻ đến các bác ở miền Tổ quốc nhá. Vâng, mình em Thanh Lý một cái ba quả trầm, hai bên đây là súp Tanoi MS10. Đây là hàng Thanh Lý bên em nhá. Hàng này thì bên em không có hộp, hàng bên em Thanh Lý phía Trung Quốc. Và ở giữa đây là cái súp gọi là cao cấp dòng EP Pro. Vâng, nhập chính hãng ạ. Vâng, đều là bát 30. Sultanoi là bát 30 đời đất, còn cái EP Pro 102 này là bát 30 mặt trước. Vâng, đây là ba quả súp mà hôm nay Zika Audio muốn thanh lý cho các bác ngoại miền Tổ quốc. Giá hấp dẫn và chất âm cực kỳ là đẳng cấp. Thì hôm nay là bên em góc thanh lý các bác nhé, không phải hàng mới đâu ạ. Vâng, duy nhất cái súp điện EP Pro 102 này là còn cái vỏ thùng cắt tông và cái xốp chặn rất là chắc chắn. Còn hai cái Sultanoi này là không có hộp. Vâng, đây là bên em test và giới thiệu. Vâng, bác nào muốn sở hữu một trong ba cái súp bên em thanh lý ngày hôm nay thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Vâng, thì bên em đang chạy test thử cái súp EP Pro 102. Và cái bên em đang đánh đấy ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này là dòng cao cấp mà bên em thanh lý giá bình dân. Vâng, được cái màng bát này được làm bằng cái màng carbon rất là chất lượng. Vâng, và gần như cao su tinh khiết rất là mềm mại, được cái sơn màu vân gỗ cực kỳ là đẹp. Đây em bỏ cái này ra để xem xung quanh. Vâng, đặc biệt cái dòng này là được làm bằng cánh đàn nhật nhôm các bác nhé, rất là đẹp, rất là mới. Đây là công ty thương hiệu EP Pro, mã là 102. Đây là dòng công nghệ của Đài Loan. Vâng, và đợt trước được bảo vệ bởi căng lụa rất là mềm mại đấy ạ. Vâng, sau đây em sẽ test thử cái súp Tanoi phía bên cạnh. Tất cả đều hoạt động rất tốt các bác nhé. Vâng, để một bộ dàn karaoke chúng ta lên hỗ trợ thêm trầm để nghe rẻ âm nó được hay hơn. Và giá thành thì hôm nay Zika Audio là giá thanh lý. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm trầm của cái súp EP Pro 102 đi ạ. Vâng, đây là nhạc của súp đi ạ. Vâng, em thử tắt đi nhá. Vâng, nhạc không có súp nghe nó rất là khô và khó chịu. Vâng, các bác phân biệt được luôn. Vâng, bây giờ em lại bật lên đi ạ. Đây ạ. Vâng, chất âm rất là dày. Vâng, đây là góc thanh lý đi ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay không hết đi ạ. Cái dòng này được thiết kế bát mặt trước rất là lạ mắt, ít dòng có được ạ. Vâng, màu vân gỗ cực kỳ sang trọng. Vâng, cũng hết bài nhạc rồi ạ. Vâng, em xin phép các bác dừng video. Vâng, các bác nào, em nhắc lại là các bác nào muốn sở hữu hãy nhanh tay để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio nhé. Vâng, bên em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp cho các bác luôn.